hôm nay Phước Sửu và Hana đang đứng tại một cái bên hậu của Lakeview Thủ Thiêm á Hana. Đây là Lakeview Bar The Ramano á anh. Dạ. Yeah. Thì cái này là cái dự án mới bàn giao và hôm nay cũng rất là may mắn được Nhật Trang đưa anh Sửu và Hana đi xem thực tế một cái căn penthouse trên cái tầng 10. Và cái căn penthouse này mình có thể nhìn view là toàn cảnh của khu đô thị Thủ Thiêm luôn á. Quá tuyệt vời. Hôm nay Phước Sửu và Hana sẽ gọi là review panorama luôn cho cả nhà được biết những cái bất động sản xung quanh cái bán đảo Thủ Thiêm này. Yeah. Một cái bán đảo gọi là bất động sản gọi là giá trị hàng triệu đô phải không Hana? Đúng rồi, chính xác. Yeah. Rồi, bây giờ Hana sẽ giới thiệu cho cả nhà biết được là tòa nhà mình đang đứng phía trước là gì vậy Hana? Mình trèo lên đây chút nha. Cái này là penthouse thì có cái hồ bơi này. Rồi. Đó, cái hồ bơi của căn penthouse này. Xa xa mình á, dạ xa xa phía bên kia mình có thể nhìn thấy cái mấy cái tòa màu đen đen đấy anh. À. Dạ, đó là cái dự án Empire City hay là của công ty cổ phần Đế Vương. Đế Vương phải không? Dạ, đúng rồi, Empire City nha. Ồ, với một cái vị trí đắc địa như vậy, nó nằm sát quận 1 như vậy thì cái tầm tài chính mà để sở hữu một cái căn bên đó thì một mét vuông bao nhiêu vậy Hana? À, bên đó thì một mét vuông thì khoảng tầm 150 triệu đến 180 triệu mét vuông nha. Dạ. À, vậy hả? Nghĩa là cái căn 2 phòng ngủ thì tầm 11 đến 12 tỷ, còn căn 3 phòng rơi vào khoảng tầm 20 đến 25 tỷ một căn nha. Dạ. À, theo như Phước Sửu đang thắc mắc, phía bên kia có phải là sala của Đại Quang Minh hay không? Chính xác, toàn bộ cái khu tổng quan về khu phân khu chức năng số 5, số 6 á, là khu đô thị sala, tổng khu đô thị sala là 100 hectare anh. Nó được cấu thành rất là nhiều cái căn hộ thấp tầng, ví dụ như xa xa kia là Sarimi này, Sadora này, phía sau Sadora là Sarika, và phía xa xa của Sarimi là Sarika nữa. Yeah. Dạ. Thì cái này là cái khu sala rất là nổi tiếng rồi, chắc ai cũng biết. Nói đến sala thì nói đến Đại Quang Minh, và phía sau sala là những cái cầu cảng phải không? Nơi cái cảng gì vậy Hana? À, cái phía xa xa này là mình có thể nhìn thấy cái khu chế xuất Tân Thuận quận 7 anh. À vậy hả? Dạ vâng, đúng rồi. Anh thấy nó gần không? Cảm giác như là nó liền nhau luôn. Vậy là sau này dự kiến đây sẽ có một cây cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua bên quận 2 và cái đường Lưu Trùng Lư. Nó sẽ làm một cái cầu Thủ Thiêm 4. Dạ, công ty bên ERA bên mình thì cũng đang gọi là đang triển khai bán cái căn hộ Cigen gọi là đón đầu của cái cầu Thủ Thiêm 4 bắt từ Sala qua quận 7. Đúng rồi, sau rồi. Này bên này Sala giờ đang giá cũng ít nhất phải 100 triệu mét vuông rồi, mà Cigen thì có em nghe nói cũng 65 triệu thôi. 65 triệu rác còn rất là mềm luôn. Cách cây cầu. rồi những tòa nhà như vậy thì ở bên này là những tòa nhà gì, và Hana có thể là phân tích chi tiết cho mọi người biết được là những tòa nhà cao ốc ở đây là những căn hộ của chủ đầu tư nào? À, mình có thể thấy là xa xa là sông Sài Gòn, thì cái kia là cái cầu Thời Đại, thì mình sẽ bắc qua một cái khu là khu Thạch Mỹ Lợi, thì nó sẽ có dự án đảo Kim Cương. Yeah. Là cũng làm mưa làm gió một thời gian thôi. Đúng rồi, là luxury của cái khu Thạch Mỹ Lợi luôn. Yeah. Thì nếu như mà gần đây hơn một chút là cái khu nó cũng thuộc Thủ Thiêm, nhưng mà nó thuộc khu tái định cư là phân khu số 7 của khu Thủ Thiêm luôn. À. Là khu New City nha anh, tòa nhà màu đen đen anh thấy không? New City, đúng rồi. Đúng rồi. Hình như là có phải là Hana là đang là cư dân ở đó hay không? Dạ vâng, em đang ở bên đó. Yeah. Là một cái cư dân gọi là rất là nổi tiếng tại Thủ Thiêm này đấy. Nói chung là em thích vị trí nó gần, đi di chuyển cũng tiện luôn á. Đúng rồi. Rồi còn những cái tòa nhà mà hình lập khối và đầy màu sắc bên kia là của chủ đầu tư nào vậy? À, cái khu mà đang xây dựng đó chính là Hoàng Kim Paris. Thì đang xây dựng anh, cũng đã được mở bán được mấy đợt rồi. Dạ. Wow. Dạ. Rất là nhiều tòa nhà căn hộ. Còn phía bên này Hana? Thực sự xa xa thì mình có thể nhìn thấy một cái khu là ngay sát cái phía dưới mà anh em mình đang đứng là cái khu biệt thự Lan Anh nha anh. À, vậy dạ, biệt thự Lan Anh giờ giá cũng rất là tốt, giá rất cao rồi. Khi nãy giờ là mình review toàn bộ là căn hộ, thì bây giờ mình nói những cái thửa đất ở dưới này đã Hana, thì thấy là rất là đẹp, rất là bắt mắt, và đường xá cơ sở hạ tầng làm đã xong rồi. Thì ở đây là những cái khu đất này nó nằm trong cái bán kính của Thủ Thiêm phong Hana ha? Dạ vâng, đúng rồi. Nó xung quanh này nó là các cái ô đất nằm ở phân khu chức năng số 3 đó, là thuộc sẽ bắt đầu xây, sau này sẽ xây dựng thêm các cái khu Lakeview của giai đoạn tiếp theo anh. À, dạ. Vậy ha. Thì trước mặt Hana và Phước Sửu là một cái tòa nhà mà nói đến ai cũng biết được luôn Hana.
Là nó có một cái landmark gọi là cao nhất Việt Nam đến thời điểm bây giờ luôn. À, hình như là đang cao nhất tại Đông Nam Á luôn hả nè? À, 81 tầng, đấy, landmark 81. Thì mình có thể nhìn thấy luôn là cái landmark sơ, khi mà mỗi cái dịp mà bắn pháo hoa, pháo bông đó, thì mình cũng có thể ra đây chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của tòa nhà luôn. Với cái vị trí của bên mình là gọi là có thể là một cái view panorama đầy màu sắc, và mình chiêm ngưỡng tất cả những gì là thuộc về quanh của bán đảo Thủ Thiêm. Cũng như thành phố luôn anh. À, tại đúng vì, rồi. Cái bán đảo Thủ Thiêm này nó cái vị trí nó rất là đẹp, gần như ôm trọn dòng sông Sài Gòn và tiếp giáp với Bình Thạnh quận 1, quận 4 luôn, quận 7 luôn, nên mà nhìn thấy hết thành phố anh. Nói về Vinhome Central Park thì nói về những cái căn hộ cao cấp thì Hana có thể bật mí cho cả nhà biết được là căn hộ bên đó thì mức giá khoảng bao nhiêu? Hiện tại Vinhome Central Park thì đang có giá chuyển nhượng thì từ 50 đến 60 triệu mét vuông anh. 50 dạ. 60 triệu, giá còn dạ. Hợp lý quá phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Kế bên chỗ Vinhome Central Park thì có tòa nhà Sài Gòn Vơ, thì gọi là một cái căn hộ cao cấp của Bình Thạnh từ lúc từ bấy giờ, từ thời cách đây cũng khoảng hơi lâu lâu rồi phải không? Cách đây khoảng tầm 10 năm á, thì ở Sài Gòn á, thì khi mà khách nước ngoài đến thì tìm đến cái căn hộ cao cấp đó chính là The Manor, và sau đó là cái phân khu đối diện đó chính là cái khu Sài Gòn Pearl đấy anh. Yeah. Thì là cũng như là đời đầu những căn hộ sang tại Sài Gòn. Nhưng mà hiện tại thì em thấy vẫn giữ được cái sự sang trọng và cái view nó của nó rất là đẹp. Yeah. Trước em mới có lên một cái căn hộ view trực diện sông Sài Gòn cộng với cái cầu Thủ Thiêm 2 luôn này. Ngay chỗ Sài Gòn Pearl. Dạ. Yeah. Kế bên Sài Gòn Pearl là cầu Thủ Thiêm 1. Là một cây cầu gọi là bắt đầu tiên bắc qua bên quận 2 phải không? Dạ vâng, đúng rồi anh. Thì cầu ngay cái cầu đấy thì anh có thấy một cái dự án là của bên chủ đầu tư là Hồng Kông Land anh. À vậy hả? Hiện tại là công ty mình đang booking nhận bán cho một khoảng tầm mấy chục căn. Cái căn hộ tên gì vậy? Singapore, đúng rồi, hôm trước là Phước Sửu cũng đã có khách luôn đó, đang chốt căn đó, là dạ. Giá cũng rất hợp lý và được cái là cái căn hộ thiết kế rất là đẹp và nhận nhà vào ở ngay luôn. Với một cái view trực diện gọi là mình nhìn vào cầu Thủ Thiêm 1 luôn. Dạ. Và kế bên đầu cầu Thủ Thiêm 1 á Hana, thì mình bên này nè, thì nó là cái tòa nhà mà đang xây lên rồi và cũng có cái logo hình chữ R. Thì Thủ Thiêm Hana bí mật được cho mọi người biết đến cái căn hộ là căn hộ nào không? Đây là cái dự án The River Thủ Thiêm nha. Yeah. Thì cái giá bán khởi điểm của The River nó rơi vào khoảng tầm 6.500 đô một mét vuông anh. Dạ. Cũng rất là chủ đầu tư cũng khá là chỉnh chu bàn giao. Anh có thể nhìn thấy cái tòa nhà thiết kế khá hiện đại luôn. Không cao quá, mật độ chiều cao là khoảng bao nhiêu tầng vậy? 25 tầng. Đối với một cái căn hộ cực kỳ đẹp bên sông và sát cầu luôn. Cách sông có khoảng 100 mét. Một cái view cực, vừa cái view cực kỳ đẹp phải không? Và mức giá thời điểm đó như vậy theo thị trường thời điểm đó gọi là cao rồi phong Hana, nhưng mà đến bây giờ theo cái mức giá như vậy thì nó còn gọi là trung bình và mức thấp quá. Thì cái thời điểm mở bán thì ai cũng nghĩ là nó cao, nhưng mà so với cái giá Thủ Thiêm bây giờ là nó vẫn còn tốt. Đúng rồi, thường thường căn hộ mở bán thì cái giá nó sẽ là cái giá cho vài năm sau. Nên là khi mà khách hàng đầu tư và mua mà cảm nhận được thì sẽ lựa chọn, và đó là một cái cơ hội đầu tư cho những năm sau. Kế bên River Thủ Thiêm là căn hộ gì Hana biết không? Đi lên chút đúng không anh? Là ngay nhìn thấy cái cầu Thủ Thiêm 2 đang làm mưa làm gió. Không, mình đang nói với Hana là kế bên River Thủ Thiêm luôn. Sẽ có một cái dự án là Zai River Thủ Thiêm của tập đoàn GS Hàn Quốc. À GS, à rồi. Đúng rồi, một tập đoàn GS được gọi là nổi tiếng tại Hàn Quốc và những cái nước Đông Nam Á. Là một cái chủ đầu tư đã làm lên tuyến đường là tuyến metro số 1. À, em thấy là anh bán GS bên quận 7 cũng rất là chính nhiều xác. Luôn. Đấy, nên đó là công ty bên mình sắp tới sẽ phân phối trực tiếp cái dự án Zai River Thủ Thiêm này. Với một cái căn hộ là cực kỳ cao cấp nhưng mà mức giá sẽ rất là phù hợp trong thời điểm tới để cho khách hàng lựa chọn. Chắc là chưa đúng không? Chắc là chưa rồi, bởi vì khi mà có giá là gọi là mở bán rồi. Dạ. Bây giờ chỉ là booking và sắp tới là giữ chỗ và sẽ có những cái mức giá rumor. Dạ, ha. Vâng. Thì nhìn về bên này đấy là một cây cầu rất là mới mẻ. Có một dịp là Hana và Phước Sửu đã có cái dịp là check in tại đó rồi đó Hana. Đi thông cầu đúng không anh? Thì
Thực sự là đúng là mưa làm gió rồi, cả táo nức cả toàn bộ người dân con em Sài Gòn cũng như là cả nước luôn, rất là mong chờ cái thời điểm mà mình được gọi là đặt cái bánh xe lăn qua cái cầu đó. Thì các anh chị ở công ty mình cũng có làm nhiều cái clip về cái cầu, em thấy xem rất là đẹp. Nói chung là một cái biểu tượng mới của thành phố. Thì khách hàng của em cũng có từng nói là lâu lắm rồi Sài Gòn mới có dịp mà đông vui và có một cái biểu tượng về một cây cầu, chỉ là một cái biểu tượng, một cái công trình xây dựng thôi nhưng mà rất là háo hức luôn. Thì rất là đẹp, thì nó cũng làm cho bất động sản xung quanh của Thủ Thiêm nó tăng lên. Đấy, cái đó, cái là Phước Sửu đang nói lên đó. Thì kế bên cái cầu Thủ Thiêm 4, à cầu Thủ Thiêm 2 là của tập đoàn nào đang triển khai mà đã lên đến tầng 3, tầng 4 rồi? Dạ, cái ngay cái tòa nhà đó thì em thấy nó cũng rất là đặc biệt, và cái màu của nó là cái màu sô-cô-la. Thì chủ đầu tư là Quốc Lộc Phát anh, là bên đơn vị phát triển là Sơn Kim Land. Cũng rất là nổi tiếng, thì Sơn Kim Land cũng đã phát triển là rất là nhiều dự án ở Thảo Điền như Nassim Gateway cũng như là Serenity Sky Villa bên quận 3 đó anh. Thì hiện tại cái bên The Metropo á, thì cái hồi mà khách em mua cũng thấy chân cũng khá nhiều so với giá khoảng bao nhiêu? Giá bây giờ thì đang bán thì khoảng tầm từ 9.000 đến 10.000 đô mét vuông á. À, 9 đến 10.000, với một cái vị trí cực kỳ đắc địa, gọi là chỉ một bước chân 1.000 tiện ích và bước qua một cái khu vực quận 1 đầy gọi là sầm uất, gọi là những cái trung tâm thương mại và những cái biểu tượng rất là đẹp tập trung tại quận 1 phong. Đúng rồi. Anh có biết không là cái khu The Metropo, gọi là Metropo đó là nó sẽ kế với nhà hát opera này, trung tâm hội nghị. Cộng thêm là sau phía bên hông bên bên phía tòa gallery nó sẽ có tòa khách sạn 6 sao luôn. Khách hàng hiện tại đang ở Metropo rất là hài lòng với cái khoảng cách đi qua gần nhất. Chưa tới 3 phút, chắc 3 phút hay 5 phút gì đó. Gần chữ bước bộ và qua cầu là tới rồi. Sao qua cầu cái là sang phố đi bộ rồi. Thực sự nó rất là gần, mà với một cái không khí ở Thủ Thiêm, cái sông nước nhiều nữa, rất là mát và rất là hài lòng khi mà khách hàng nhận nhà ở khu The Metropo. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã nghe qua cái video gọi là review tất tần tật những gì về Thủ Đức, những gì về bán đảo Thủ Thiêm. Có một cái em bật mí là sát với cái khu hầm Thủ Thiêm mà đối xứng với bên Empire City, nó sẽ có sắp một cái căn hộ mới sắp ra của Hàn Quốc đó. Căn hộ gì vậy? Eco Smart City, anh có nghe từng nghe chưa? Có nghe qua. Em thấy nó quay tôn, không biết nó bao giờ nó bán, và rất nhiều người hào hứng đang ngóng trông từng ngày để bên đó nó mở bán ra, tại vì tương lai cái khu đó nó cũng rất là đẹp. Còn rất là nhiều cái sản phẩm mà bên EI Việt Nam mình đang phân phối và triển khai bán hàng. Thì cả nhà hãy nhấc máy lên và gọi cho Phước Sửu hoặc Hana. Thì nếu như mà anh chị mà có muốn tìm hiểu cụ thể về bất cứ một cái dự án nào ở khu đô thị Thủ Thiêm thì có thể comment hoặc là để lại số điện thoại, thì bên mình sẽ có thể tư vấn hoặc dẫn anh chị đi xem thực tế dự án ở bên mình luôn. Và đặc biệt Hana và Phước Sửu là thâm niên về những cái dòng sản phẩm thứ cấp ở đây gần 10 năm rồi, và có rất là nhiều sản phẩm nhà ở nè, biệt thự nè, căn hộ cao cấp, và có thể chìa khóa trao tay ngay like ngay cho quý khách hàng. Quý khách hàng đừng ngần ngại alo và sở hữu cho mình một cái giá trị bất động sản đẳng cấp tại ngay chính cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.